mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip dài hơn 9 phút ghi lại toàn cảnh ba mặt một lời của anh chồng bắt quả tang tại trận vợ cùng kẻ thứ ba. Điều đáng nói là anh rất kiên nhẫn và bình tĩnh bắt hai kẻ gian phu quỳ xuống để thành khẩn khai báo. Anh chồng tức giận chỉ thẳng tay yêu cầu hai kẻ đang quỳ bên dưới, nói nhỏ và tường thuật tất cả từ đầu chúng mày hành động như nào. Câu chuyện có vẻ khá dài với lời trình bày quanh quẩn của kẻ thứ ba. Được biết, cô vợ làm việc tại nhà em đồng hao với người đàn ông kia. Rồi chẳng hiểu anh ta đến chơi với chủ nhà thế nào lại cõm ngay cô người làm. Đoạn đối thoại giữa hai người đàn ông có phần nào tấu hài khiến dân tình nghe xong đều ngao ngán, anh không làm gì bất chính với vợ em. Cô Hát nói đúng, anh không vào nhà nghỉ xuân gì đấy, em muốn anh nói cái tin nhắn vừa rồi anh hẹn ở Nghĩa Trang Tân Độ. Anh có hẹn cô Hát 15 phút ở đường Nghĩa Trang Tân Độ. Cô Hát lúc đó đội mũ, đeo khẩu trang anh không làm gì hết. Anh nói sai anh cắt lưỡi đến khi người chồng bức xúc xưng mày tao vì kẻ thứ ba không chịu nhận tội thì anh ta van xin, lờ ơi anh xin lờ, anh nhục nhã lắm rồi. Thêm một người phụ nữ nữa xông vào can ngăn nhưng anh chồng khẳng định mình đang rất bình tĩnh. Lúc này hai người họ mới dồn đôi gian phu kia ép phải khai thật. Kết quả là cô bẻ lái hài hước đến đau lòng, có gặp nhau 15 phút và tình dục của tôi không có là gì cả, rất yếu ớt. Cô vợ chọn cách im lặng trong khi người tình thì quỳ lạy van xin, Hát ơi giúp anh Hát ơi, lờ ơi anh xin lờ tha cho anh lần này. Màn đối chất vẫn diễn ra trong không khí căng thẳng, tao hỏi lại chúng mày lần nữa, mày có ngủ với vợ tao ở Nghĩa Trang Tân Độ không? Chỉ có đứng thôi chứ không ngủ, không nằm. Anh xin lờ cho anh một đường sống, còn vợ con anh không ngủ với nhau, chỉ đứng thôi nhưng có sự việc ấy xảy ra. Sao con kia bảo nằm ở dưới bờ cỏ? Không, đứng thôi, nằm bẩn nằm làm sao được. Sau thời gian ngoan cố cuối cùng anh ta cũng thú nhận, có một lần làm tình dục với nhau. Đúng như cô vợ khai nhận thì cách đây nửa tháng hai người đã có quan hệ sai trái, thậm chí họ còn ngang nhiên quan hệ ngoài cánh đồng gần Nghĩa Trang. Anh chồng khá bình tĩnh nhưng vẫn không chịu bỏ qua, yêu cầu vợ mình phải thừa nhận mọi tội lỗi. Song điều đáng nói là sự việc xảy ra khi có cả các con của họ ở đấy. Anh chồng gọi con vào để chứng kiến và đây là điều gây nên nhiều tranh cãi, đa số không ai ủng hộ cách làm này của anh. Mặc dù mục đích của anh chồng là buộc vợ mình và kẻ thứ ba phải thú nhận nhưng trong khi cô vợ thành thật khai báo thì người đàn ông kia lại quanh co. Lý lẽ anh ta đưa ra hết sức buồn cười. Dù quan hệ bất chính với vợ người khác nhưng cố gắng lấp liếm và liên tục xin tha. Chưa biết những người trong cuộc sẽ giải quyết chuyện ổ ế này ra sao nhưng quả nhiên đàn ông đánh ghen cũng thâm thúy hơn phụ nữ. Có vẻ như chuyện ngoại tình này mới được nhen nhóm thì đã bị phát hiện. Thật đáng buồn cho kẻ mang tiếng là trụ cột gia đình nhưng phải quỳ sụp van xin chồng người khác, tự nhận mình yếu sinh lý nhưng vẫn thích cặp bồ, sợ vợ con biết mà hèn nhát không dám đối mặt. Cả ba người họ đều không xảy ra trận hỗn chiến hay va chạm nào nhưng sự việc lại quá nhức nhối. Hóa ra có những nỗi nhục nhã, ê chề còn đau đớn hơn cả bị tra tấn thể xác. Trách sao được trong vài phút ham muốn mà mất đi cả gia đình, danh dự. Đây cũng là bài học lớn cho các cặp vợ chồng. Đừng nghĩ ngoại tình một lần với 15 phút thì không có tội, đã phản bội số lượng bao nhiêu cũng thế mà thôi. Điều đáng buồn nhất là phụ nữ vẫn biện minh bằng lý do bị cô đơn, chồng không cảm thông gì đó mà chẳng may lao vào vòng tay đàn ông khác. Và rồi, khi nhận ra kẻ thứ ba ấy chẳng ra gì thì đã quá muộn. Tuy nhiên, mâu thuẫn tình cảm là việc riêng của hai người, muốn thế nào tuyệt đối đừng lôi con trẻ vào. Chúng không có tội, lại càng không có nghĩa vụ và trách nhiệm làm công cụ cho bố sỉ nhục mẹ, làm vũ khí để đôi bên tấn công nhau. Có thể nói những vụ đánh ghen, bắt gian tại trận luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Nhưng có lẽ nhục nhã nhất đối với kẻ phản bội không phải bị đánh mà chính là sự dày vò trong lương tâm.